Mất mát vì xoái hạm Nga chìm, Putin liệu có giải quyết bằng vũ khí hạng nặng? Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 53. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại đây. Nga liên tục bị tấn công, xoái hạm chìm xuống biển, hồ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ. Các bạn thân mến, trong những ngày qua quân đội Nga không tổ chức cuộc tấn công lớn mà chỉ lặng lẽ thực hiện chiến thuật bao vây kiểm soát. Có lẽ chính vì vậy mà Ukraine tưởng đã chiếm được thế thượng phong, liên tiếp tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, cũng như đánh chìm xoái hạm có tên là Moscow trên Biển Đen. Tuy nhiên, người ta vẫn hay nói là bình yên trước cơn bão, bầu trời thì luôn trong sáng trước khi cơn rồng ập tới. Người Nga có lẽ đang dồn tổng lực để thực hiện một cuộc tấn công vào miền đông Ukraine, chiếm trọn vùng Donbass, vốn là khu vực trọng yếu của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa phát đi thông báo chính thức xác nhận tàu tuần dương tên lửa Moscow đã chìm xuống Biển Đen sau khi trúng hai quả tên lửa chống hạm của Ukraine. Ủy ban điều tra Nga ngày 14 tháng 4 kết luận, hai trực thăng quân sự Ukraine chịu trách nhiệm cho vụ tấn công làng Klimovo thuộc tỉnh Bryansk của Nga vào trưa cùng ngày. Trong thông báo, Ủy ban điều tra Nga khẳng định hai trực thăng quân sự Ukraina đã vượt qua biên giới, bay vào không phận Nga ở tầm thấp rồi khai hỏa vũ khí hạng nặng nhắm vào làng Klimovo, tiến hành sáu vụ tấn công vào một số tòa nhà chung cư. Vụ việc này đã khiến ít nhất là 6 ngôi nhà bị hư hại và 7 người bị thương, trong đó có một trẻ em 2 tuổi. Đây là lần thứ hai Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga đã trải qua chiến dịch quân sự đặc biệt hơn 50 ngày, thu được thắng lợi tại Ukraina, thế nhưng thiệt hại của Nga cũng không hề nhỏ. Nga vẫn chưa dùng đến các vũ khí hạng nặng, các loại máy bay ném bom chiến lược vì để tránh thương vong cho dân thường. Nhưng với tình thế hiện nay, khi Mỹ và NATO không ngừng cung cấp khí tài cho Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển thì muốn gia nhập NATO, Ba Lan và một số nước khiêu khích. Khả năng cao là vào những ngày tới, người Nga sẽ phát huy sức mạnh hỏa lực của họ để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, giành thắng lợi tại Ukraine và tính toán cho những bước đi tiếp theo trên con đường bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia họ. Hãng tin Reuters đưa tin, tàu chiến Nga bị chìm do trúng tên lửa của Ukraina. Các quan chức Nga xác nhận tàu tuần dương mang tên lửa Moscow, niềm tự hào của Hải quân Nga đã bị chìm trong lúc đang được kéo vào cảng. Phương Tây cho rằng sự mất mát của chiến hạm mang tên thủ đô nước Nga đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của Hải quân Nga và làm giảm đi đáng kể hỏa lực của hải quân nước này ở biển Đen. Tuy nhiên, Ukraina và Nga nêu ra những thông tin khác nhau về những gì đã xảy ra với tàu chiến này. Theo thông tin do các quan chức Ukraine cung cấp vào cuối ngày 13 tháng 4, quân đội nước này đã tấn công tàu tuần dương Moscow Love Slava, tức là xoái hạm chỉ huy của hạm đội Biển Đen của Nga. Họ sử dụng máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để tiêu diệt hệ thống radar của con tàu và theo sau đó là một cuộc tấn công bằng tên lửa. Tuy nhiên, Nga dường như đã không ngồi yên chịu trận sau khi phải chịu thiệt hại nặng nề. Những tiếng nổ lớn được nghe thấy ở Kiev vào sáng sớm ngày 15 tháng 4 và coi báo động không kích vàng lên khắp Ukraine. Ngay sau khi tàu chiến chỉ huy của Moskva bị chìm ở biển Đen, hiện nay chưa có thông tin về thiệt hại sau các vụ nổ được báo cáo ở thủ đô Kiev, thành phố Kherson ở phía Nam, Kharkov ở phía Đông và thị trấn Ivano-Frankivsk ở phía Tây. Truyền thông Ukraina đưa tin đã xảy ra tình trạng mất điện ở một số khu vực ở Kiev. Theo truyền thông Ukraina, tiếng còi báo động không kích đã vang lên ở tất cả các khu vực của Ukraina sau nửa đêm ngày 15 tháng 4 và tiếp tục vang lên tại các khu vực phía Đông Luhansk và Zaporizhia thậm chí sau khi các khu vực khác đã im lặng tiếng còi báo động. Trước khi cơn bão ấp tới thì biển luôn yên sóng lặng, trời quang mây tạnh. Mấy hôm nay, Nga chưa có cuộc tấn công quy mô lớn nào, đó có thể là dấu hiệu báo trước của một cuộc chiến tổng lực mạnh mẽ chưa từng có, đặc biệt là sau khi Nga cáo buộc Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga. Nhiều nguồn tin cho rằng trong những ngày tới, Nga sẽ dồn tổng lực tấn công miền đông Ukraina. Các đơn vị xe tăng, pháo binh và nhiều lực lượng khác của Nga đã rút khỏi các khu vực xung quanh kiev và tiến về miền đông trong những ngày gần đây. Để chuẩn bị cho hoạt động quân sự sắp tới, Nga đã bổ nhiệm tướng lục quân Alexander Dvonikov, tư lệnh quân khu miền Nam làm tư lệnh cho chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraina. Ông Dvonikov, 61 tuổi, từng là chỉ huy đầu tiên trong chiến dịch của Nga tại Sinvia. Trang The Guardian đã đưa tin tướng Alexander Dvonikov, vị tướng Nga, người đã giúp lật ngược tình thế chiến tranh ở Syria nga hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về vai trò của tướng dvonikov song giới quan sát nhận định rằng là một tư lệnh dày dạn kinh nghiệm ở trên chiến trường ông alexander dvonikov có thể giúp nâng cao sự phối hợp quân sự tại vùng donbass nói tới vùng donbass tổng thống nga vladimir putin đang đề cập tới khu vực từng là trung tâm sản xuất thép và than đá của ukraine giới quan sát nhận định điều ông putin thực sự muốn nói là toàn bộ hai khu vực lớn ở phía đông gồm donetsk và luhansk kéo dài từ ngoại ô thành phố mariupol tới biên giới phía bắc Nga đang điều động các đơn vị pháo binh, lực lượng chỉ huy và kiểm soát cũng như hỗ trợ hàng không. Trong 24 giờ qua, các quan chức quốc phòng đã thấy máy bay trực thăng được đưa vào khu vực phía bắc của vùng Donbass. Họ đang làm những gì cần phải làm để thiết lập điều kiện thích hợp cho một cuộc tấn công mới trên bộ, quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết thêm. Tuy nhiên, quan chức này cũng lưu ý rằng các nhóm an ninh phương Tây không thấy lượng lớn quân bổ sung và các nhóm chiến thuật di chuyển vào khu vực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Nga nhiều khả năng sẽ tiến hành một đợt tấn công lớn ở khu vực miền đông Ukraina để chiếm toàn bộ Donbass nhằm tạo ra một hành lang trên bộ nối tới bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 3 cho biết giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự mà nước này thực hiện tại Ukraina đã gần như hoàn tất. Tiếp theo, Moscow sẽ tập trung vào việc giải phóng hoàn toàn khu vực Donbass ở miền đông Ukraina. Một tháng sau khi bắt đầu chiến dịch, Nga tuyên bố kiểm soát 93% khu vực Lugansk của Ukraine và 54% khu vực Donetsk. Tổng thống Nga vẫn còn một chặng đường dài để kiểm soát toàn bộ khu vực, bởi đây là nơi tập trung những lực lượng tinh nhuệ nhất của Ukraine và có địa hình phức tạp. Thưa các bạn, chiến tranh là chết chóc, là đau thương, nhưng nếu Nga mang lòng dạ tiểu nhân, không quyết đoán, thì tổn thất mà họ gặp phải sẽ lớn hơn. Máu binh sĩ và chính nhân dân Nga rất lớn. Đây có lẽ là lúc Lưu bị nhập xuyên thục sau khi bảng thống bị quân Tây Xuyên phục kích giết chết. Khả năng cao là Nga sẽ tấn công tổng lực trong những ngày tới, giải quyết chiến trường trước ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5. Chiến thắng ở Ukraine sẽ giúp Nga giải trừ mối họa về an ninh quốc gia và là đòn đả hổ diệt ruồi khiến Phần Lan, Thụy Điển bỏ ý định gia nhập NATO và buộc Ba Lan bớt khiêu khích. Đã đến lúc Lưu Bị nhập xuyên thục rồi, mọi sự chuẩn bị có lẽ đã đủ, chỉ chờ ngọn gió đông đến từ quyết định của Tổng thống Putin. Tình thế này buộc Nga phải đè bẹp Ukraine bằng chính sức mạnh quân sự của họ, chính thức xé nát trật tự thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu. Hổ phải gầm thì rừng xanh Đông Âu mới có chúa Sơn Lâm. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ đang áp đặt cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên luật lệ của riêng mình, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế. Trả lời phỏng vấn kênh Russia, ông Lavrov nói hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi nhằm chấm dứt sự bành trướng của NATO, sự thống trị hoàn toàn của Mỹ và các nước phương Tây trên thị trường thế giới. Sự thống trị này được xây dựng từ sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và theo một số quy tắc mà họ đang thổi phồng quá mức, họ đưa ra những điều khoản tùy theo từng trường hợp cụ thể, ông Lavrov cho biết thêm. Theo ông Lavrov, Nga là một trong những quốc gia không phục tùng ý chí của Washington. Ông khẳng định Moscow là một phần của cộng đồng quốc tế bình đẳng và sẽ không cho phép các quốc gia phương Tây phớt lờ những lo ngại về an ninh chính đáng của mình. Ngoại trưởng Nga tin rằng vai trò của EU đã thay đổi trong cuộc khủng hoảng an ninh Ukraine. Trước đây khối này không hoạt động như một tổ chức quân sự chiến đấu tập thể chống lại mối đe dọa. Ông Lavrov cho biết sự thay đổi này là kết quả của việc Washington gây áp lực lên các thành viên của khối, khiến khối này xích lại gần hơn với NATO. Trong cuộc phỏng vấn, ông Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh về phần mình, Nga muốn tiếp tục đàm phán hòa bình và Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, chúng tôi muốn đàm phán, tôi thấy không có lý do gì để không tiếp tục các cuộc đàm phán. Mặc dù phía Ukraine có xu hướng lảng tránh, đôi khi là quay đầu từ chối những gì họ đã đề xuất vài ngày trước đó, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì và nhẫn nại, ông Lavrov nói. Các cuộc đàm phán Nga-Ukraine bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, 4 ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kể từ đó, hai bên liên tục có các cuộc hội đàm cả trực tuyến và trực tiếp. Hôm 17 tháng 4, ông đã cáo buộc Kiev đang đi chạy các đề xuất của chính họ được nêu tại cuộc đàm phán và có những hành động khiêu khích. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 11 tháng 4 đã cảnh báo NATO rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này, Nga sẽ phải tăng cường khả năng phòng thủ của mình trong khu vực, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân cụ thể nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh tới vùng đất thuộc nga nằm giữa biển baltic ở trung tâm châu âu thụy điển và phần lan hai quốc gia vốn nổi tiếng trung lập thì nay lại ngỏ ý muốn gia nhập nato phải chăng họ đang muốn theo chân người anh em ba lan của mình chống nga quyết liệt nhưng suy cho cùng lịch sử của ba lan vốn bi kịch hơn phần lan và thụy điển rất nhiều mối quan hệ giữa liên xô nga và ba lan vốn rất nhiều thăng trầm phức tạp Cuộc chiến giữa Liên Xô và Ba Lan vào năm 1919-1921, Ba Lan chiến thắng và họ chiếm được vùng đất ngày nay là vùng phía tây lãnh thổ Ukraine. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức và Liên bang Xô Viết đã tấn công Ba Lan vào ngày 17 tháng 9. Warsawa bị chiếm ngày 12 tháng 9 năm 1939 và Ba Lan được chia thành hai vùng, vùng phía tây thuộc quyền kiểm soát của Đức, còn vùng phía đông những lãnh thổ mà Ba Lan chiếm từ Liên Xô vào năm 1921 được trao trả lại cho Liên Xô. Tuy nhiên, phần đất mà các nước đồng minh chia lại cho Ba Lan nhỏ hơn lãnh thổ vốn có của họ rất nhiều, vậy nên không lạ gì khi Ba Lan luôn thù địch với Nga. Sau 1991, Ba Lan tìm mọi cách để thoát khỏi sự ảnh hưởng của Nga bằng việc gia nhập Liên minh châu Âu EU và NATO đồng thời đối lập với Nga trong một loạt các vấn đề ngoại giao nhạy cảm như vấn đề Chechnya và các cuộc chiến giữa hai nước trong lịch sử. Ba Lan cũng tìm cách thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Bởi vậy, Nga đã nhiều lần lên án Ba Lan là vụ ơn bạc nghĩa khi quên mất Nga đã từng giải phóng Ba Lan khỏi Đức. Khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Ba Lan ngay lập tức ủng hộ Ukraine theo logic giản đơn đó là kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Ba Lan tích cực nhất trong việc chống lại Nga và tổng thống Ba Lan đã có nhiều tuyên bố rất khiêu khích, trong đó có chuyện Ba Lan sẵn sàng cho phép Mỹ đặt khí tài hạt nhân trên đất họ. Ba Lan là thành viên của NATO, họ có lá bùa hộ mệnh là điều 5 của hiệp ước NATO, vậy nên Ba Lan rất tự tin về điều đó. Thế nhưng không ai biết trước là nếu Nga tấn công Ba Lan thì liệu Mỹ và đồng minh có mang quân đến cứu hay không, vì nếu Mỹ Nga đối đầu trên chiến trường thì trái đất sẽ không thể tồn tại. Người Mỹ thừa khôn ngoan để không hòa cả làng. Suy cho cùng thì chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh cửu, tất cả những diễn biến này hồi sau sẽ rõ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc video của kênh TV24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!